Số học này phải nghiên cứu, phải có lớp học. Cái gì đây? À, chạy đây đuổi bao rồi. Cái gì đây? Mình chia sẻ đi. Anh em cũng thấy tài thật đấy, em nhìn thấy anh em ở lớp đánh thua thì anh em gắt lắm, hôm nay cũng không thi đâu, anh em không hỏi như nhiều. Tám chín này, xong lại 1-0, 1-0, 1 này, tám tu nu mì. Yes. 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 2-1-6 kìa. Yes. Yes. Ôi vát thôi. Quân. Rồi, AC đến từ màu 8 rồi. AC đến từ màu 8, chờ xem quân cáng nó như thế nào đã, tính sau. Bên kia có Mark Fogg, Greg và AC. Vẫn có một AC. Vâng, vậy là game thủ U96 là cầm AC, BB là quân cầm quân Greg rồi. Đỏ mãi sao được, Mark C của thầu và dương coi cầm vô. Bên mình là Baby Mark, bơ AC quân cần. Hai AC cần nhau. Bơ cần con gì đây? Baby sẽ cần con Mark à? Quân cần thôi. Bên bạn sẽ có phô với AC, bên mình có baby với AC. Đây là màn hình AC của Simang. Vâng, lọt thỏm là cái vị trí này. Bên là có khung, đây là cái điểm tựa nào đó mà phang cung không. Quýt đây, Mark C bên trong. Hai đồng dân đã có bãi quả, hũ đầu rất gần. Đồ đạc đâu, các kiểu con đa điểu. Đây là Simang. À không phải, đây là game thủ Hoàng Mai Nhi. Baby Long ở vị trí đầu cánh. Tiểu đây. Hoặc đánh bài tàu và vẫn đặt chiếc BG. Hơi dị. Đánh bài tàu nhưng mà vẫn đặt cờ ăn quả. Bài này là bài bài này là bài gì thôi? Bài người ta gọi là sắc pha nhớt đấy, kiểu giữa Việt Nam với người tàu vớ ăn quả, ưu tiên ăn quả nhưng vẫn ăn voi đấy. Chưa hiểu. Ồ, không sao cả. Vừa rồi những vũ vui tính họ vũ vui vẻ giữa anh em chứ đầu kiểu đấu rồi. Rồi cẩn thận đi, cẩn thận đi, những con hươu này thực sự là quý giá đấy. Vâng, xin chào anh Túc Bá nhé, chào tất cả anh em, chào anh Tuấn Bùi này. Vâng, xi măng vừa báo về tớ đạn một em rồi, trên đường ra chiến dịch. Sao thế? Này về lại lại 3-6 với 6-3 đấy anh em, này phá nhiều con quá, em tính sơ được chục con rồi, hết 84 86 6 ấy, 63 64, sau này 1-0-0-1 rồi thì anh em cứ đánh hết cái con số đi cho nó mát đấy. Bây giờ lại 22, nhiều con quá. Còn anh Long thì anh có biết gì đâu mà anh em nghe anh Long nó mày đám hết với nhau đấy, xa bờ đấy. Rồi AC này có chiếc vậy là có hiệu về này. Đâu rồi? Đây rồi. Điều kiện cần đã có. Và con DH này phóng thẳng căng lên. Vâng, vậy là ra được bãi quả và chết một con nông dân đến từ xi măng. Bài có hai quả phụ. Quýt đây, Mark C. Có quả phụ và hai con voi đưa về. Bài này vẫn hiếu đầu vẫn không có. Rồi xin chào anh Duy Nón. Đánh đề 1-0-1 á, 1-0-1 ra sao được. Vâng, lại có một bãi quả phụ nữa. Rất nhiều đồ dành cho cái cam quyết ở cái tình huống này. Còn đề máy kiếm thủ Hoàng Mai Nhi báo về là bài anh sâu. Vâng, cũng xấu thật. Map là gạt tích mà dò thế này là bài không đẹp rồi. Thôi em chịu anh Tuấn Bùi, bây giờ lại thành 0-6 nữa. Vâng, anh em tí đọc hết map lên rồi gì nữa. Khả năng cao bài này đánh cung thôi. Bài này khung lại và đánh cung thôi. Chứ bài này nên không nên sớm được. Tế Persian đây.
Vậy là dâng lò đến từ game thủ Đồ Đan Tiểu. Maxi và Per sẽ là người dâng lò. Bên kia thì Vô và IC của hai game thủ Dương Còi và U96 khả năng cao sẽ người ưu tiên đánh cùng. Max là của Tiểu Màn Thầu. Thầu Màn Tiểu là sẽ cầm Maxi. Greg là của BB. Bằng thầu báo về thầu dầu 13%, chưa biết là như nào, bài xấu hay là dâng lò đây. Ok anh em nha, vâng anh em, phán vừa rồi là 20 con đề con lô rồi đấy. Đấy hôm nay ai cứ theo thôi. Người mà may mắn sẽ được về bờ. Còn người không may mắn thì tiếp tục trên con đường ra khơi. Đi tìm một cái đảo hoang nào mà đậu vào. Ờ à, mà một. Một game thủ thầu. Bác à, thầu ái trà đóng e vào để chặn dân ăn vàng. Hay quá thầu ơi. Nhưng mà lại anh này ái trà trà. Hai con dân của thầu vẫn đóng lò xong rồi. Hay quá thầu ơi. Thầu đây, dân thầu đây, dân thầu đây. Dân thầu đây, có hai con dân của game thủ Tiểu Bàn Thầu. Kinh nhờ Linh Trang sau này nay chim nhiều kinh thật đấy. Tập làm sẵn chim mơ cũng khác. Ghê hồn, và con dầu của thầu đang ở đây. Con dầu của thầu đang nang thang ở đây và khả năng cao con chém nó sẽ xuất hiện trong giờ. Đây là bãi quả bùng sáu cây con, đây là máy game thủ cam quýt ta xem. Vâng 26 lượt đang chăn dân của thầu. Ui ôi, thầu rất nhiều lông dân ở khu vực này nhá. Thầu khả năng cao đang gió hết bản đồ rồi. Bên chỗ nhà tệ cũng có dân mà ở đây cũng có dân. Lên đời xong. Như nào? Ai cần thì có thể bảo, quýt có thể cho. Gỗ à? Gỗ thì nghe hơi nang thang một chút. Ôi anh Hàn với Việt là em trai anh mấy lần rồi mà. Anh cũng để ý rồi. Ở đây hiện tại nhìn thấy 5 con dân của game thủ Tiểu Bàn Thầu. Một cháu nằm xuống. Một cháu nằm xuống, có 4 cháu này cũng sẽ cùng chung số phận với con giò công giáp đầy đủ như thế này. Có anh Tuấn Bùi nhá. Vâng em học nói và học chữ đấy. Vâng chỉ có tốt nghiệp lớp 3 thôi. Thành ra nhiều cái nói nó không sõi lắm, mong anh em thông cảm. Và đây là BB. BB cũng đang có mặt ở khu vực này. Hai à, kín bãi vàng. Thầu chết 5 dân. Rồi xin chào anh Dương Ngọc Hiếu, rất tiếc không phải kẹt sáo. Ôi trời ơi, vâng đâm thẳng vào bãi và gỗ của tủ BB. BB đã chạy rồi. Rồi, quyết đang gọi là chém nhiều dân ở khu vực này. Ok anh Tuấn Cậu, xin chào anh. Hello anh. 28 vẫn là tham lai của quyết. Quyết đang có cái tham lai tốt. Bác xe và đây là dân của BB. Không phải, ruộng của BB thì đúng hơn. Vâng vậy là phô đánh chém, vậy chỉ có AC của 96 là người đi cung thôi. Quýt đang đi rất rát vào nhà của game thủ BB. Rồi vẫn cứ hai lò bắt đều thôi, vào vã BB. Màu lam đây, màu lam là game thủ Hoàng Mai Nhi cũng đang có mặt ở đây rồi. Chém đi, chém đi, chém đi. Có mấy con chém này bắt lốt đi cho nó dễ thi đấu. Có cái gì đây? Mang dân đập vào ngựa chém nhà ông Bi này hỏng à. 24 thôi. Còn đây là máy game thủ đồ Hoàng Mai Nhi tham lại 30. Sẽ đẩy quân lên để xóa sổ nhà Greg này. Ờ, 50kg nó rơi vào tầm 350 anh nhá. Tiếp đây. 29 là game của rất đông là gì? Rất đông lạc đà lầy lọ ở đây. Vào chém. Và ôi chưa có bánh xe đến từ giữa coi. Coi chứ có bánh xe mà làm tạm xuống 4 cháu nông dân. Và có cả xi măng ở đây nữa, khả năng coi sẽ là người ra đi. Rất đông lạc đà nhá. Rất nhiều lạc đà đấy. Kinh chín là ôi giời ơi, đây. Vâng quẫn rồi, đi ăn đá đến từ giường còi và đứt xích. Vâng quẫn rồi, vâng quẫn. Chết thạch 10 con nông dân. Bây giờ có y của 11. Game thủ Tiểu Bàn Thầu đang đâm vào nhà game thủ Tiểu rồi. Thôi gom hàng lại. Lưng chém 4.
Vâng, bây giờ tìm nhà của ông còn lại đi. Ông U96 là ông cuối cùng. Ôi giời, làm gì có 200 hay 250 đấy anh em. Bây giờ phải 3 lít rồi. Giá bây giờ nó tăng rồi. 200 hay 250 là hàng gì thôi. Hàng loại 3, loại 4 thôi. Vĩnh Bảo 2,5 nhưng mà ở Đồ Sơn là 3 lít anh em nhá. Ôi, xi măng vừa đây, đây xi măng tháp 47. Ôi trời ơi. Vâng, đang lang thang thì gặp một bầy hươu hai con voi đến từ tễu. Cái gì đây? Vâng, đây là những gì còn sót lại đến từ Dương Coi. Còn sót lại đến từ Dương Coi. Nào, bắt lốt đi. Còn từ đây thôi, vẫn hở. Ngon. Bắt lốt những cái con đi nào, ông Dương Coi hết đồ chơi đấy. Thường quen làm sao có 2,5 hả anh Bảo, làm gì có 300 rồi. 250 cũng có đâu, hàng second hand thôi. Ôi đi cùng cả xi măng nữa cũng được này. Đồ Sơn 300 anh Quang Hải nhá. Em mới cập nhật cách đây 2 hôm. Mớ 25 vàng thôi là được rồi. Đấy. Vâng, Tiêu đang chém nhau kinh điển. Ôi sở nhận 28 vàng còn dư 3 vàng. Ok. Ô thế khả năng cao anh em tụ vào một tơn đi, xi măng cũng đông quân mà tễu được một mã mà này. Đi ốp đi. Bây giờ để về nó bơm đồ ra y nó đứng đấy là nó căng đấy. 61 dân cơ à. Cũng biết sóc dần đấy. Vương U96 đang rất nhiều dân nha. Bảo vệ là 61 ông dân rồi. Căng thẳng quá. Rất căng thẳng cái tình huống này. Tễu đang rất đông đặc đà chém 4. Rồi đây là cái bánh kim tồn như tham 57. Ờ thế thì xi măng với tiễu đi một tơn đi. Xi măng với tiễu đi một tơn đi. Rồi tiễu thì đang đợi rồi, xi măng lên đường chưa? Tao xem xi măng cái tơn này. Vâng. Ông thầu cũng mang mấy con đi để ông đi dạo này. 67 trên 68. Chuẩn bị mít e nhá, xi măng nhá, xe e ra đi. Rồi chuẩn bị thôi, chúng ta thì làm một tơn mà gọi là tổng khởi nghĩa thôi. Chuẩn bị tổng khởi nghĩa tới này rất đông quân của xi măng đang kéo đàn như lũ kiến bò hoặc là kiến ong vỡ tổ, sẽ kết hợp cùng với lạc đà của đoàn tiêu 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 nhìn xi măng là chuẩn bị nhá. Vâng, chỉ cần một tiếng lổ tiếng súng gọi là phất cờ thôi là chúng ta sẽ sổ vào U96. Rồi rất nhiều quân chúng ta đang sổ vào rồi, tập trung tới này. Cái gì đây? Hôm nay bây giờ sóc chém ra làm gì này? Tiêu đâu? Tiêu tiêu rồi đút vào. Ồ, tơn này vào được rồi đấy. Đây rồi, xi măng đây rồi, xi măng đến rồi. Chúng ta cùng xem xi măng. Chúng ta cùng xem tơn gọi là ốp lại. Ui giời ơi. Vâng, khô lời với cái tơn này. Đây là Vạn Lý Trường Thành đến từ game thủ U96. Vạn Lý Trường Thành. Ôi giời, thầu đang y đào. Y đào trong nhà, rất tốt. Á chà. Ô, xi măng cẩn thận nha. Chặt bờ là dễ nhất còn gì nữa. Ôi vào đây. Đến rồi thì vào đi. Đút vào. Dàn đẹp ra. Tiểu kìa lạc đà đằng sau làm gì. Chém đi. Rút dao ra và chém đi. Úi dồi ôi. Vâng ông U96 này. Vâng đang đánh. Ai chà, xi măng còn máu rồi đấy nhá. Còn ôm chiếc tờ này đi. Ôm đi. Vâng bây giờ thì ông U96 băng dân ra đập rồi. Úi dồi ôi, băng dân ra đập rồi. Mạng đang rất lag, anh em cảm thấy đang rất giật rồi. Trời ơi, 25 thôi. Tiếp tôi rồi. Bảo Hoàng Mai Di đây, 78 đây, đang đi vào bên trong. Vâng, xi măng mất nhiều quân nha, xi măng mất một kích đấy. Đang từ. Ôi, xi măng vừa rồi mất một kích quân đấy. Đang từ tháp 60 và xuống còn hai mấy. Nguy hiểm quá. Ủa, tiểu rồi. Tiểu 14 đây. Đen hết già đi, chém nốt đi. Ồ, chém, ui giời ơi, tầm này thì cũng mang dao ra mà. Chém. Đảo đi. Chút, én đi. Chân nén. Chén nén, đảo én luôn đi. Vâng, rất nhiều dân nha, bên trong vẫn còn 20 con ống dân nữa. Đến từ U96.
Vâng, một cái thao một game thủ mà xong dân như hải sẹo vậy, kinh quá. Vâng, bạn ý Trường Thanh. Rồi, anh Mike Tham ra là gì? Ba nhà chúng ta là yếu rồi. Bây giờ thì còn game thủ Hoàng Man thi đấu rồi. Còn game thủ Tiểu Văn Thầu vẫn đang gọi là tên gì ra đây. Vẫn có y lang thang khu vực này. Khó chịu thật. Rồi, rất nhiều nông dân đang bùng ra các kiểu rồi, khả năng cao anh Mike là người kích 4 rồi. Vâng, còn Maxi thì khó chịu thế nhỉ. Rồi, cứ từ từ thôi anh em, cứ từ từ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn game thủ hồi sẽ là người cần map. Dân tắc anh em. Dân tắc bay gỗ. Khả năng cao gần nhà chính phủ kia, nó ưu tiên là đổ về đấy rồi. Ờ sao thế Ngô Công Thành? Vâng, vớ vẩn gì? Em nói là em đã làm gì đâu mà anh bảo nó vớ vẩn. Rồi lên 4 xong đi từ cái tuổi như rồi. Rồi sóc hót lưng chặt gỗ 3. Sóc hót lưng chặt gỗ 3. Ai có vàng thì gọi là nháng tạm ra đây không? Vàng bơm tạm đi để lưng cái đầu máu như cái bắn chặn đó. Ờ anh nâng nửa đi, anh nâng nửa đi xong cứ sóc tạm với con cung đỏ là cũng được. Bây giờ thì thầu đang có rất nhiều y nhá. Thầu được nhận đồ và đâm y rồi. Rồi lưng chặt đào vàng 2, đào vàng 3 các kiểu nữa. Rồi 200 gỗ. Ui rồi. Hở. Rồi xong rồi. Một cái nhà BA vậy là cứng. Một cái hốc mà đã được thiết kế là cực kỳ ưng rồi. Sẽ lưng bắn chặn và bây giờ bùng gian vàng. Bên kia là AC của game thủ U96 thôi. Vâng, vậy là solo với cái thế. Và anh Max sẽ solo chủ lực với anh ông U96 này. Timeline là 1 lít. Thôi anh em còn lại đi quản nhà còn lại thôi. Còn bây giờ anh em đi quản nhà còn lại thôi. Để anh Bách solo với ông U96 này. Vâng, kinh nghiệm đó là cái gì đó hơn hẳn. Trình độ và kinh nghiệm hơn hẳn. Đấy, đi xuống thôi. Đấy, không muốn biết đi xuống. Bibi là người đi sai. Bibi là người đi sai.